Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua mở rộng điều tra đại án đăng kiểm, đơn vị đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh, nhận hối lộ đưa hối lộ môi giới hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ tham ô tài sản giả mạo trong công tác sản xuất mua bán trao đổi tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật xâm nhập trái phép vào mạng máy tính mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 5 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 63 bị can tại 10 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công, cải tạo phương tiện xe cơ giới ở nhiều tỉnh thành phố để tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức các lệnh và quyết định trên đã được viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn thi hành. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng từng bước làm rõ hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm Việt Nam, phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời báo cáo Bộ Công an kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, điển hình như miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cấp phân quyền gắn với thanh tra kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương, góp phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.